khoảnh lăn kiên Bắc và dàn sao Việt tới dự đám cưới nên thơ của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My. Các tuyển thủ bóng đá và dàn sao Việt tới chúc mừng hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Tối ngày 26 tháng 11, đám cưới của cặp đôi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My được tổ chức tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Không gian tiệc cưới được trang hoàng tinh tế, lãng mạn với rất nhiều hoa tươi. Trong ngày trọng đại, Doãn Hải My khoe vẻ đẹp trong bộ váy cưới cúp ngực. Cô diện phụ kiện trang sức là chiếc vòng trắng đeo cổ để tóc buông nhẹ nhàng, trang điểm theo phong cách tự nhiên. Đoàn văn hậu diễn xuất lịch lãm, luôn nở nụ cười rạng rỡ. Đoàn văn hậu và người đẹp dẫn Hải My hẹn hò hơn 3 năm trước khi chính thức về chung một nhà. Vào ngày 11 tháng 11 vừa qua, cặp đôi tổ chức lễ cưới ở quê nhà chú rể tại Thái Bình. Trong tiệc cưới ở Hà Nội, hai bên gia đình dự kiến đón tiếp khoảng 1.000 khách mời. Nhiều bạn bè đồng nghiệp đã tới chúc mừng hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Khách mời phần lớn là khách của gia đình nhà gái cùng với những người anh em, bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể. Nhiều tuyển thủ bóng đá, cả huấn luyện viên Bắc Hà Seo cũng có mặt. Dàn sao Việt có thể kể tới những cái tên đang hot như vợ chồng khắc Việt, mẹ Hồng Quân cùng bà xã Kỳ Hân. Ca sĩ Tuấn Hưng, diễn viên Hoàng Kim Ngọc, Bảo Hân, Việt Hoàng, Lã Thanh Huyền, Huyền Trang, ca sĩ Hòa Minh Di. Các khách mời được khuyến khích mặc trang phục màu hồng, xám và be. Diễn Hải My từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam năm 2020 và đoạt danh hiệu người đẹp tài năng. Mùa hè vừa qua, người đẹp tốt nghiệp đại học Luật Hà Nội, cô được nhận xét mang vẻ đẹp đại cát của một tiểu thư Hà Thành. Sinh ra trong một gia đình kinh doanh, Doãn Hải My sớm tự lập và phát triển kinh tế, không phụ thuộc vào cha mẹ. Tháng 8 năm 2022, người đẹp Hà Thành và chàng hậu vệ quê Thái Bình mới chính thức công khai mối quan hệ yêu đương, dù trước đó đã nhiều lần lộ minh chứng tình yêu. Trước đám cưới, Đoàn Văn Hậu đã tậu nhà và xe chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống tân hôn